Thưa quý vị, vaccine phòng bệnh tiêu chảy do rotavirus được Bộ Y tế giao cho chương trình tiêm chủng mở rộng được đưa vào từ năm 2023. Và đây là loại vaccine thứ hai, xin lỗi quý vị, đây là loại vaccine thứ 11 đã được đưa vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Dự kiến vào quý 2 năm 2024 sẽ triển khai cho trẻ uống vaccine rota một cách miễn phí tại 33 tỉnh thành trên cả nước. Và dự kiến vào cuối năm 2025 sẽ triển khai trên khắp cả nước. Theo đó, trước mắt vaccine rota sẽ được triển khai trước tại 33 tỉnh thành. Dự kiến vào quý 1 năm 2024 sẽ triển khai tập huấn cho các cán bộ y tế để cho các cháu trong độ tuổi uống vaccine. Vào cuối năm 2024, Bộ Y tế sẽ mở rộng phạm vi triển khai. Đến năm 2025 có đủ vaccine triển khai cho toàn bộ trẻ dưới 1 tuổi trên cả nước. Hiện nay, giá vaccine rota trên thị trường dao động từ 400.000 đồng cho đến 800.000 đồng một liều, tùy nước sản xuất. Việc đưa vaccine rota vào chương trình tiêm chủng miễn phí được đánh giá giúp cho nhiều trẻ có thể tiếp cận với nguồn vaccine phòng bệnh. Vaccine rota sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ có 20% do Gavi hỗ trợ, còn lại 80% sẽ mua sắm vaccine sản xuất trong nước. Hiện tại, Bộ Tài chính đang phê duyệt giá và dự kiến quý 1 sẽ hoàn thiện thủ tục mua sắm cùng với các loại vaccine sản xuất trong nước khác.